Sáng ngày 20 tháng 2, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, trong khí thế rạo rực niềm tin và tình yêu Tổ quốc. Tại huyện Bảo Yên, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tới điểm giao nhận quân của huyện để động viên 126 tân binh lên đường nhập ngũ. Tổ quốc Việt Nam, huyện Bảo Yên. Năm 2022, huyện Bảo Yên được giao chỉ tiêu tuyển 126 tân binh, trong đó 100 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 26 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các công dân lên đường nhập ngũ đều có sức khỏe đảm bảo theo quy định, có 51 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tặng hoa cho các tân binh lên đường nhập ngũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và lãnh đạo quân khu 2 đã bày tỏ tin tưởng thanh niên huyện Bảo Yên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Bảo Yên đã tổ chức tiêm đầy đủ vaccine và xét nghiệm COVID-19 cho các tân binh. Cũng trong sáng ngày 20 tháng 2, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Ba Sát. Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Xuân Trường đã động viên tặng hoa chúc mừng 110 thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ. Các tân binh đều bày tỏ phấn khởi, tự hào tiếp bước truyền thống cách mạng, hứa quyết tâm rèn luyện để trở thành những quân nhân gương mẫu, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Bát Sát diễn ra nhanh gọn, đúng quy định và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19. Các tân binh của huyện Bát Sát đầu quân cho 3 đơn vị, gồm Sư đoàn 36, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và Công an tỉnh. Cùng thời điểm, lễ giao nhận quân diễn ra đồng loạt ở các địa phương trong không khí trang nghiêm, xúc động, ngắn gọn, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Hòa chung không khí của ngày hội tuyển quân, sáng 20 tháng 2, thành phố Lào Cai đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai. Năm nay, thành phố Lào Cai có 120 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ, đầu quân tại Trung đoàn 148, Sư đoàn 36, Quân khu 2, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh Lào Cai. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân năm nay được thành phố Lào Cai tổ chức đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch. Tại thị xã Sapa, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo thị xã đã động viên tiễn tân binh trên địa bàn lên đường nhập ngũ. Đợt giao quân lần này, Sapa có 105 công dân nhập ngũ, trong đó có 80 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Công dân nhập ngũ đều tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, sức khỏe tốt. Do thời tiết Sapa đang rét đậm và dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên lễ giao nhận quân diễn ra ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2022, huyện Văn Bàn có 138 tân binh lên đường làm nhiệm vụ. Trong số này, trên 80% thanh niên là dân tộc thiểu số, đặc biệt có 45 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 100% thanh niên có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, đáp ứng yêu cầu. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả công dân nhập ngũ huyện Văn Bàn đã tiêm 2-3 mũi vaccine, trước giờ lên đường được xét nghiệm SARS-CoV-2. Sáng nay, đường phố trung tâm huyện Bắc Hà rực rỡ cờ hoa băng rôn khẩu hiệu, làm cho không khí của ngày giao quân càng thêm sôi động, náo nức. Đợt giao quân này, huyện Bắc Hà có 111 tân binh, 100% tốt nghiệp trung học phổ thông, 30% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Các tân binh đều thể hiện niềm tự hào, vui sướng khi được đứng trong quân ngũ. Sáng 20 tháng 2, dù trời mưa rét, nhưng không khí của ngày hội tòng quân huyện Simacai vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp và an toàn. Năm nay, huyện Simacai có 92 công dân được tuyển chọn nhập ngũ. 100% tân binh đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên. Lực lượng hỗ trợ cho buổi lễ giao nhận quân cũng đã được test nhanh trước khi tham gia. Tin rằng với khát vọng của tuổi trẻ, những tân binh huyện Simacai sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong niềm vui hân hoan của ngày hội tòng quân, sáng ngày 20 tháng 2, lễ giao nhận quân của huyện Bảo Thắng diễn ra trang trọng, ngắn gọn và an toàn. Đợt này, Bảo Thắng có 125 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ học vấn. Trong đó có 50 thanh niên viết đơn tình nguyện. Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt,
nên lễ giao nhận quân năm 2022 của huyện Bảo Thắng đã diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối và ngập tràn khí thế hăng hái quyết tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ. Sau các nghi thức được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, 102 thanh niên huyện Mường Khương đã lên đường nhập ngũ, trong đó có hơn một nửa viết đơn tình nguyện. Chất lượng thanh niên nhập ngũ ở huyện Mường Khương năm nay về sức khỏe và trình độ văn hóa tiếp tục được nâng cao. 100% là đoàn viên thuộc các dân tộc ít người: Mông, Nùng, Dao, Giấy, Pa Dí, Tu Dí, Phù Lá. Các tân binh này của huyện Mường Khương được bàn giao cho Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh.